hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc trà. Mình cần khách mời. Thì sao? Không. Bánh. Không. Ha ha, đồ chơi. Không, không được đâu. Ồ. Đồ ăn lành mạnh là ý hay đó nha. Fantasy, đến đây nè. Kitty, ăn đi. Fantasy ngon lắm luôn. Ngon quá đi. Nhà này không được đâu. Đi thôi. Dạ, nhưng mà nó không được đẹp á. Ừ, được.
đợi đây nha. Em thích lắm. Thêm nữa nè. Không được, đây là đồ chơi cho mèo. Toilet cho mèo mà. Ok. Đến giờ làm đẹp rồi nè. Đây là bé gái, còn đây là bé trai nè. Không, không được, không phải cho mèo đâu. Đồ ăn dành cho mèo nè. Dạ ba. Và nước nữa. Chúng cần phải có tên. Ta sẽ làm ngũ cốc. Yeah. Ồ. Ngon tuyệt. Ngon quá. Lại nữa.
chào. Con nấu ngũ cốc cho ba đây nè. Mở miệng ra nào. Đủ rồi, đủ rồi mà, đủ rồi. Tốt lắm. Ôi không. Ngay đi. Dạ, được rồi. Đói bụng quá. Ăn ngũ cốc đi nào. Ngũ cốc nữa hả? Không. Con nấu nên con phải ăn đi. Được rồi.